Chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay Hoàng Anh xin phép được chia sẻ với bà con chúng ta một cách cắt tỉa cành tạo tán cho cây mít ruột đỏ sao vàng siêu sớm một cách rất đơn giản và dễ hình dung. Trong quá trình Hoàng Anh thực hiện thì Hoàng Anh sẽ nói rõ cành này là cành gì, về lý do làm sao cắt, để quý bà con chúng ta khi mà nhìn vào cái thực tế của vườn mình, bà con chúng ta sẽ biết chủ động cắt cho vườn của mình và không cần nhờ tới một chuyên gia nào hết nhé. Chúng ta hãy tập trung quan sát giúp giùm Hoàng Anh nha. Vườn này thì chú cũng đã cắt tỉa cành tạo tán rất là sớm và rất là tốt rồi, nên Hoàng Anh cũng không có nhiều cái đất để dụng vỏ đâu. Nhưng mà Hoàng thấy còn sót lại một số cái trường hợp thì Hoàng có tới đâu Hoàng Anh sẽ chia sẻ với bà con tới đó nha. Bà con theo chân Hoàng Anh nè. Đây là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, cây hơn 1 năm tuổi, và chú cũng có chia sẻ là chú cũng không có bón phân nhiều nên cây không được phát triển tốt lắm. Thì hôm nay thì chú có mời Hoàng Anh xuống để xem bón phân gì, bón cái gì cho cây nó tốt. Thì trên cái cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà con chú ý chỉ có hai loại cành chúng ta cần phải cắt, đó là cành tâm và thứ hai là cành đực. Có thêm một loại cành nữa đó là cành xà, nhưng mà cành xà ở trong cái cây này thì lại không có rồi. Hoàng Anh chỉ phát hiện ra là có cành đực thôi. Để quanh cành tâm thì quanh coi có không nha. Cành tâm cây này cũng không có luôn. Chúng ta sẽ có những cành đực. Cây này là hơn 1 năm tuổi. Khi bà con chúng ta cắt thì chúng ta sẽ cắt cành từ ở dưới cái gốc lên phía trên. Chúng ta tối thiểu là 5 tấc nha bà con nha. Từ phía dưới gốc lên phía trên đối với chu kỳ 12 tháng, tối thiểu là 5 tấc. Bà con cắt lên cho nó thông thoáng 5 tấc, để mà khi mà chúng ta vào phân, chúng ta tưới nước, lá nó không cản, hấp thụ phân, cây hấp thụ phân cho nó tốt nha bà con. Và đồng thời khi mà chúng ta đi vườn, chúng ta chăm sóc thì chúng ta sẽ quan sát rất là kỹ. Mặc dù cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm là một cây rất ít khi bị bệnh, nhưng mà cũng cần phải quan sát nó để coi là ẩm độ cao không, có bị nấm khuẩn tấn công không, và bị sâu rầy gì không, để chúng ta phát hiện và xử lý kịp thời cho cây. Vậy thì nhánh mà anh đang cầm nè, đây bà con thấy đây là cái nhánh, nó tự nhiên nó nhỏ hơn so với người ta nè. Có phải bạn này nhỏ hơn so với cái bạn này không? Đó, thì nhánh này là nhánh đực. Cách để chúng ta nhận biết nhánh đực nè, đây là cái nhánh cái, bà con thấy cái da của nhánh cái á, nó sẽ liên lạc với lại cái cành luôn. Và cái cành của nhánh cái thì rất là to. Nhớ giùm Hoàng Anh, cứ cái là to, còn đực là nhỏ đi. Cái nhánh đực hồi nhỏ nó sẽ có tác dụng là có lá để mà giúp cây tăng cường quang hợp. Khi lớn lên rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tiễn bớt những cành đực ở dưới gốc để chúng ta tạo độ thông thoáng cho cây và tránh cạnh tranh dinh dưỡng. Tại cành đực thì nó nhỏ lắm, nó không có khả năng mang trái nha bà con nha. Thì tới bây giờ bạn đực đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi, thì mình giúp bạn ấy kết thúc để bạn ấy hoàn làm cái sứ mệnh mới cho cuộc đời nha. Để bây giờ nè, Hoàng Anh sẽ kê cái kéo lên, hơi bị nghịch tay chút xíu. Đó. À quên nói, cành đực thì ở chỗ này nó hơi lõm vô nè bà con, nó không có liền lạc giống người ta, nó hơi lõm lõm chỗ này nè bà con thấy rõ không ạ? Nó hơi nghịch sáng hơn nè. Ừ, kéo của bộ, ui, ấy quá. Rồi, nó hơi ấy. Sau khi mà chúng ta đã cắt xong thì nhớ là phun siêu áo giáp nha. Rồi, đối với Hoàng Anh cái cành này là cành xà. Cái cành mà đưa ngang như vậy là cành xà, thì bà con chúng ta cũng nên cắt bỏ nha. Cành này là cành xà không khả năng mang trái và nó vướng thì chúng ta cũng nên cắt bỏ luôn. Được chưa? Rồi, từ ở trong thân chúng ta, đối với cây 12 tháng tuổi chúng ta cắt ra tầm khoảng 2 tấc. Cắt tỉa cành tâm đồ này kia tầm khoảng 2 tấc. Đây là nhánh, đây là dấu còn lại của cành tâm nè. Đây là dấu cắt còn lại của cành tâm nè, chú cắt tỉa cành khá là tốt nha. Rồi, qua tới bên này. Để quanh kiểm tra coi. Nhánh này cũng là nhánh đực nè bà con. Nhánh này cũng là nhánh đực đó, bà con chúng ta xem. Nhưng mà giờ hiện tại bây giờ là lá chưa đủ nên chúng ta để nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắt nhánh này đó, bắt đầu anh nhìn ra được cành đực rồi. Rồi, nhánh này cũng vậy luôn nè. Con chúng ta cũng cắt tỉa bỏ luôn. Chúng ta tuyển từ ở dưới gốc lên tầm khoảng tối đa là 2/3 thôi, chúng ta không tuyển nhiều nha. Tối đa là 2/3 để cho cây nó thông thoáng luôn. Rồi, bây giờ cây thông thoáng rồi, tự nhiên thấy bên này nó bị thiếu tàn đúng không? Thì từ từ ở phía trên này nó sẽ mở rộng ra và nó bù tàn trở lại cho chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cái cây tiếp theo nha. Con sẽ lựa cái cây nào khó hơn xíu nữa, con cắt cho quý bà con chúng ta xem để có nhiều cái ví dụ gửi đến quý bà con chúng ta. Cây này đi. Rồi, cây này bà con chúng ta vô, bà con chúng ta sẽ thấy nó có một cái cành cái phía bên này. Cành này, nhánh này sẽ là nhánh đực nè. Nhánh này sẽ là nhánh cái nhưng mà đang yếu và nữa sau này nhánh này chúng ta cũng phải bỏ nè. Nhánh này là nhánh đực nè. Ok chưa? Rồi bây giờ con sẽ cắt tỉa cái bỏ cái nhánh này trước nha.
Nhánh đực bà con thấy thêm một cái điểm yếu của nhánh đực, một cái đặc điểm nhận dạng của nhánh đực nữa nè, là cái nhánh này nó cứ ốp ốp vô phía trên và nó nhỏ hơn ta. Ốp ốp vô phía trên và nhỏ hơn ta. Thêm gì nữa? Ngay chỗ này nè, nó có những cái vòng quanh. Có những cái vòng quanh và nó khuyết vô nha. Còn cái nhánh cái mà con thấy dưới này nè, nó liền vô luôn. Mặc dù nhánh này nó nhỏ nhưng mà nó là nhánh cái nè. Nó liền vô luôn, cái nhánh bên này cũng vậy, nó cũng liền vô luôn nè. Nó cũng liền lạc hết luôn, chỉ có thằng này nè. Rồi nhánh lớn bên này nè, anh Nghi quay bên này quay qua cho bà con chúng ta dễ nhìn nè. Cái điểm tiếp giáp giữa cái cành cái với cái thân mẹ rất là tốt nè, nó liền lạc hết luôn nè. Nhánh dưới này cũng vậy, liền lạc hết luôn. Còn có riêng cái ông mà quanh đang chuẩn bị cắt là ổng hơi nhổm nhổm thì chúng ta cắt bỏ ổng đi cho cây nó thông thoáng ha. Cây này thì chú cắt từ trước 10 tháng chú đã cắt rồi. Cây này cắt được một nhánh một thôi. Với đây là nhánh tâm nè bà con nè. Nhánh này là nhánh tâm. Ta cắt bỏ luôn cho nó thông thoáng luôn. Đó, rồi chỉ bấy nhiêu thôi. Nhánh tâm. Cây sau lưng này coi. Rất là dễ, không có gì khó hết nha bà con nha. Rồi, nhánh này nè, bà con qua coi nhánh này, anh Nghi chiếu nhánh này giùm em. Chiếu nhánh này giùm em. Nè, đây là nhánh này, nhánh đực nè, bà con thấy nó lõm vô nè. Nó lõm vô nè, mặc dù nó cũng bự nhưng mà nó lõm vô nè. Nhánh này là nhánh cái, mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó có cái điểm tiếp giáp lớn nè, bà con thấy không? Bây giờ chúng ta cắt nhánh này để chúng ta đôn cái nhánh này ha. Rồi nữa sau này nếu đủ tàn rồi chúng ta cắt bỏ nhánh đó luôn, tại nó yếu quá. Rồi, giờ quanh cắt nhánh này nè nha. Rồi, anh Nghi quay qua lại phía bên này giùm em. Đây cũng là một cái nhánh nhỏ và cũng là cành đực nè. Đó, con thấy chưa? Rồi, cắt nha. Kéo yến quá hiên. Kéo không đủ lực luôn mà con ơi. Quay rộng rộng anh Nghi, quay rộng rộng. Rồi, chút nữa lọt luôn. Đó, cây này chỉ thấy có hạ có hai nhát, đi hai đường quyền là cây trở nên thông thoáng liền. Nhớ nha, cây mà chảy mũ về chúng ta nhớ là cung cấp phun thêm siêu áo giáp trường Hoàng Anh nha. Rồi qua cây này đi anh Nghi, cây này nhiều nè. Rồi cây này ha, bà con thấy nè, cây ở trong thân, ở trong cành rất là nhiều, cành cái nhiều nha, tự nên nó chia hai thân nè, cành cái nhiều. Nhưng mà bây giờ những cái cành cái mà mọc từ trong thân như vậy, giống như cành mà quanh đang ấy nè, chúng ta phải quanh đang cầm nè, chúng ta phải bỏ. Chúng ta để không có được nha bà con nha. Đó, bỏ nha. Rồi, nhánh bên này. Mấy nhánh này tạm thời để lễ lá, lễ lá để nó quang hợp đi ha. Bỏ nhánh này. Đó, con thấy nó thoáng ra liền nha. Thoáng ra liền để con coi lại coi. Tỉa, cắt tỉa cành tạo tán là cắt từ từ, không có cắt một lần được đâu. Đây là nhánh tâm. Đây là nhánh tâm mà con thấy nó nhỏ hơn ta nè, thấy không? Bỏ luôn. Đó, nhánh tâm trên này cũng nhánh tâm. Bỏ luôn nè, đây nữa nè. Rồi, ok. Một, hai nhát như vậy cho cái cây của chúng ta nó xanh tươi trở lại. Dạ, con cảm ơn bố. Đó, bà con thấy cái cách cắt tỉa cành tạo tán cho cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nó rất là dễ vậy thôi. Sau khi cắt xong nhớ kéo ra cho người ta, để cho người ta thoáng thiệt, không nhìn thấy không thoáng. Đó, có con cắt có 2-3 cái là thấy nó thoáng rồi nè. Để vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái cây mít ruột đỏ chúng ta, số lượng lá là chúng ta kiểm soát được, số lượng cành cái chúng ta có thể kiểm soát được, để có thể là biết cây có thể mang được bao nhiêu trái. Và quan trọng là nhiều bà con chúng ta hay than thở với Hoàng Anh là lá nhiều quá mà không thấy sao bà con, không thấy cành đâu, thì chúng ta phải bấm tỉa cành từ sớm để giúp cho cây của chúng ta có nhiều cái gì ạ? Có nhiều cành cái và số lượng đa lá thì chúng ta kiểm soát được nha bà con nha. Còn để mà cây nó cứ tùm là thứ nhất là tốn phân, cái thứ hai là không quản lý được số lượng cành cái. Như vậy thì chúng ta cũng không quản lý được kết quả đầu ra của mình, là coi vườn mình có thể đạt được trọng lượng, năng suất ở bao nhiêu. Quan trọng nhất khi mà chúng ta trong cuộc sống là chúng ta chủ động trong mọi thứ, thì cắt tỉa cành tạo tán sớm cho cây là một trong những cách để chúng ta chủ động trong cuộc sống bà con nhé. Một lần nữa cảm ơn quý bà con chúng ta rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo nha. Hoàng Anh sẽ tiếp tục theo đuổi cây mít ruột đỏ siêu sớm này cùng với quý bà con, để quý bà con chúng ta có thu nhập cao từ cái loại cây mít này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.